Vâng, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì do nhu cầu của các bác rất là nhiều về những cái dịp cuối năm là các bác đang muốn hoàn thiện cho bộ dàn karaoke nhà mình. Đó thì cũng rất là nhiều anh em hiện tại đang muốn nâng cấp cho cái tiếng siêu trầm, cái tiếng súp của mình nó mạnh hơn này. Hoặc là những anh em mà đang sử dụng những dòng súp lâu năm rồi. Đấy, bây giờ nó bị lỗi hoặc là nó chạy nó không còn ổn định nữa. Đấy thì nó tức là những cái dòng mạch súp mà các bác dùng quá lâu. Đấy, hiện tại thì muốn thay, đấy đơn giản là muốn thay. Đó thì hiện nay thì chúng em đang về được rất là nhiều những cái mẫu mạch súp nhé. Mẫu mạch súp điện dành cho anh em mà thích những cái tiếng bát nó sâu này, thích những cái tiếng bát nó mạnh, nó uy lực này. Thì hiện nay thì chúng em đang về được những mẫu súp điện, mạch súp điện này. Đấy thì ở đây thì em đang có cái mẫu này là cái mẫu mà được nhiều người quan tâm nhất, cũng như là chúng em đã test và đánh giá rất là nhiều. Đấy, kiểm tra rất là nhiều rồi. Đấy, đây là cái dòng sản phẩm được trang bị công suất lên tới là 350W anh em nhé. Đấy, mắc của nó lên tới 600. Đấy, mắc là 600W và được trang bị là mạch Class H. Đấy, về thiết kế hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ có là vừa là nai hơi này, bên này sẽ là nai hơi này. Đó, còn bên cạnh đây thì nó sẽ là đường tín hiệu là đường điện, tức là chúng ta sẽ cấp tín hiệu từ vang âm ni xuống đây thì bằng hai cách, là một là hoa sen, hai là các bác có thể kết nối cổng Canon nhé. Đấy, cổng Canon. Rồi đây thì chúng em đang có thêm nữa là cho anh em là cắt tần số thấp này. Đấy, volume và đảo pha này. Đó. Rồi bên dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái này là cái mạch tản nhiệt nhé. Nó là cái được lắp luôn cái quạt thông gió nhé. Được lắp luôn quạt thông gió này. Để giúp cho anh em sử dụng dài nhiều tiếng đồng hồ không sợ nóng này. Đó, và dưới đây thì chúng ta sẽ chạy nguồn điện, cấp nguồn điện nó là điện 220 và công tắc tắt mở ở đây. Có nhé. Đấy, hàng rất là đẹp luôn, mặt màu gold. Còn bên trong nội thất, bên trong nội thất con này thì được trang bị nó không khác gì một cục đẩy luôn ạ. Đấy, nguồn xuyến đồng rất là to nhé, nguồn xuyến đồng rất to luôn này. Đấy, cầm rất là nặng nhé. Đấy, và được trang bị thêm nữa là bốn con tụ này, bốn tụ nhé, bốn tụ, và mỗi tụ của nó đây em sẽ đọc thông số của tụ là 80V. Đấy, tụ 80V và bao nhiêu miệng, 10.000 mi, 10.000 mi và 80V cho một tụ ạ. Đấy, sò thì nó sẽ đây đây, các bác nhìn chân sò này sẽ có bốn con sò ở dưới, bốn con trở này nhé, bốn trở sứ bên trên và sò nó sẽ nằm bên dưới. Đây, một chân sò, hai chân, ba chân, bốn chân sò này. Và đây thì em sẽ quay nghiêng cho anh em dễ nhìn nhé. Đó, chân sò nó sẽ nằm ở vị trí này, các bác nhìn ở cái khe này. Đấy, nó sẽ nằm ở bên dưới đây. Đấy, bốn con sò, được chưa? Đấy, và quạt thông gió nó cũng nằm ở đây luôn, và cả cái thanh nhôm này nó chính là cái thanh tản nhiệt nhé, nó chính là cái thanh tản nhiệt. Và con này được trang bị thêm là cũng là bốn con bù áp. Đấy, bốn con bù áp này. Đấy, bốn bộ áp liền nên anh em đánh ở cái hiệu suất lớn thì không sợ. Đấy, nhìn cái mạch của nó thì thiết kế cực kỳ là đẹp, anh em nhìn nhé, thiết kế mạch đây từ con IC của nó làm cũng rất là đẹp luôn này. Để chân cắm rất là chắc chắn nhé. Để chân cắm rất chắc chắn. Đấy, muốn bền, muốn hay tiếng bass sâu thì chúng ta sử dụng những cái dòng này. Đấy, đảm bảo với anh em là nghe rất là chất lượng luôn. Đây, nguồn của nó đây, nguồn đồng nhé, nguồn đồng luôn, hàng bao đẹp cho các bác anh em luôn ạ. Đấy, từ cái chân cắm này họ hàn cũng rất là đẹp này, tỉ mỉ và chi tiết, đúng không ạ? Đó, bên này đây em quay cho anh em xem này, đủ chiều nhé. Đây là tín hiệu vào, cấp nguồn điện vào này. Còn đây anh em sẽ cắm về là các bác cắm trực tiếp vào cái bát loa cho em ở đây. Đấy, cắm bát loa ở đây nhé. Đấy, một mẫu mạch súp rất là đẹp luôn. Đấy, tiếng của anh con này tiếng rất là sâu, công suất em đã nói rất là rõ ràng cho anh em rồi. Đấy, rất rõ ràng và chi tiết nhé. 300W anh em có thể sử dụng cho không gian tầm 25 cho đến 30m². Đấy, anh em muốn nâng cấp cho quả súp nhà mình nó mạnh hơn, uy lực hơn, tiếng bass sâu hơn, hoặc là thay thế những cái dòng mạch súp lỗi thì có thể liên hệ trực tiếp tới tuyên phụ chúng em để được hỗ trợ. Và xin chào các bác.